Xin chào các bạn. Sáng hôm nay tôi không ý up clip giải quyết công việc ở các gia đình. Và tôi đang gấp rút thu xếp việc nhà để mai hoặc ngày kia tôi sẽ triển khai tiếp cái việc còn dang dở ở các vùng phía Bắc, đó là các tỉnh còn lại. Hôm nay tôi muốn nói đến một cái tính chất thời sự. Các cái diễn biến trong mấy ngày vừa qua nó đang khá là thu hút và đáng thu hút cái sự quan tâm của mọi người đến các cái hiện tượng, đó là các cái cháu bé, các cái học sinh đã có những cái hành vi dại dột là nhảy lầu. Thì trước khi phân tích vào cái việc này thì tôi cũng xin nói với các bạn như thế này. Các clip công việc của tôi bây giờ trong các cái góc độ công việc về tâm linh, các góc độ tâm linh, thì tôi sẽ chọn mỗi một góc độ, tôi sẽ chọn ra một nhân tố để tôi chữa. Ví dụ như góc độ vong tà tác động về cái việc dạng thần kinh, tôi sẽ chọn một góc độ là cái cháu Ngọc Anh đấy. Còn cái dạng cháu bé đấy cũng là một góc độ. Hoặc là cái tôi sẽ chọn thêm một cái dạng nữa, đó là một người bị vong tà tác động, bị kiểu dạng gầy yếu, và tôi sẽ giúp để cho họ khỏe mạnh, để cho các bạn nhìn thấy cái lộ trình chữa và cái lộ trình và cái sự hiện hữu của cái sự tác động của tâm linh đến con người nó là như thế nào. Tôi sẽ chọn mỗi một góc độ, một nhân vật để tôi chữa và song hành cùng với các bạn làm clip đều đối với các bạn, và đến cuối cùng khi có kết quả cuối cùng để cho các bạn cùng trải nghiệm tâm linh. Đấy là các cái clip công việc của tôi trong thời gian tới sẽ là như thế. Ngoài ra thì nó sẽ là những cái chính trong cái chuyến đi phía Bắc này. Còn thêm những cái việc nữa là các cái nghĩa trang thì tôi cũng sẽ up các clip đó lên cho các bạn cùng nhau trải nghiệm tâm linh. Thế còn bây giờ chúng ta đi vào cái sự việc của các cháu bé hiện trong thời gian vừa qua đã làm những hành động dại dột. Thì tôi xin bắt đầu lại bằng cái hiện tượng của cháu bé 2 tuổi. Cách đây hơn 1 năm, cháu có bò ra ngoài, rơi xuống và được một người đỡ được và không vấn đề gì. Thì cái clip đó các bạn có thể tìm lại clip của tôi ở trong các cái danh sách video, thì các bạn sẽ thấy tôi phân tích khá kỹ về hiện tượng tâm linh tác động vào cháu bé đó. Thì đối với hiện trạng thực tại thì tôi chỉ xin phân tích đơn giản, nôm na và dễ hiểu như thế này. Cái giọng nói bên tai, cái clip hôm qua tôi làm ở Kinh Môn, cái giọng nói bên tai đó là những cái thứ âm thanh, những cái thứ sự xúi dục. Như cái cô hôm qua đấy là một cái sự đặc thù, đấy là bị chửi. Thế còn lại những người nhắn tin cho tôi, gọi điện cho tôi và nói là đang gặp cái trạng thái là bị giọng nói bên tai cứ xúi dục là tự tử, xúi dục tự tử. Thì xin thưa các bạn như thế này, vì các cái thần tướng tôi đã thu hết về thiên và đang làm cái nhiệm vụ là vận hành đối với các thầy pháp, cho nên là hiện trạng của trần gian này là không có các cái vị thánh nào hỗ trợ nhân gian, cho nên vong tà nó đang vận hành. Tại vì sao tôi phải để như thế này? Vì đây là đang là lúc luật nhân quả vận hành đến Việt Nam, cho nên là vong tà nó vận hành rất nhiều, cho nên nó vận hành được. Cái năng lực của cái vong tà là mạnh, nó sẽ vận hành những cái giọng nói bên tai, thành cái giọng nói bên tai. Nó cứ xúi dục là làm cái nọ, làm cái kia, gây hại cho bản thân. Khi nó làm được một cái nhân mạng nào đó mà bị mất đi, thì nó sẽ có được thêm cái năng lực đối với là chính cái vong tà đó. Cho nên các cái hiện trạng các cháu bé nhảy, thưa các bạn, ai cũng là, khi đã là con người thì ai cũng sợ đau, chứ chưa nói là sợ chết. Các cháu kể cả nó chỉ cần có một chút nhận thức thôi, từ lớp 7, lớp 8 là các cháu có nhận thức rồi, nó không dám làm cái hành động dại dột như thế, trừ phi có một sự tác động của tâm linh. Tất nhiên nó có áp lực trần gian, áp lực thực tế, nhưng nó không đủ để đẩy cháu làm những cái hành động dại dột như thế. Cho nên bây giờ âm nó đang loạn, cho nên trần nó đang rất loạn. Tôi nhắc lại, đây là sự tác động của các cái giọng nói bên tai. Giọng nói bên tai nó xúi dục làm cái việc gọi là xấu, và cái việc gọi là xúi dục để chết, tức là cứ bảo nhảy đi. Rất nhiều người gọi điện cho tôi và nhắn tin cho tôi trên Zalo. Hôm nào tôi sẽ quay các cái tin nhắn cho các bạn thấy là rất nhiều người gặp trạng thái này. Vậy thì bây giờ để phòng tránh thì tạm thời các bạn hãy down các cái bộ ấn lệnh của tôi về ở trong cái dòng nhật ký của tôi ở trên Zalo. Các bạn down về
Và các bạn, nếu như các bạn cảm thấy không yên tâm đối với con cái các bạn thì các bạn hãy đưa cho các cháu một bộ, tức là một bộ, một ấn, một lệnh để các cháu đút vào ví, hoặc là để trên gối cho các chỗ các cháu ngủ. Để đây là phương pháp tạm thời, thưa các bạn, phương pháp tạm thời. Khi nào tôi đến thời điểm thì tôi sẽ cho các thần tướng và các thánh xuống để trấn lại trần gian thì mọi thứ nó mới ổn. Còn bây giờ chưa phải lúc, chưa đến lúc, tôi chưa được phép cho xuống. Các bạn hiểu không ạ? Đây là một cái thực trạng. Thực trạng này và cái cách hóa giải nó rất đơn giản thôi. Lý do nó cũng rất đơn giản thôi các bạn ạ. Cho nên các bạn hãy chú ý cho tôi điều này. Nếu như các bạn cảm thấy lo lắng cho các con của mình thì hãy đào cái bộ ấn lệnh của tôi về và đưa cho các cháu cầm các bạn nhé. Hy vọng rằng sẽ không còn lặp lại những cái thông tin đấy nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.